đảng phản công, công luận không chùn bước. Đó là những gì đang diễn ra trong quá trình sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam, khiến chính quyền phải quyết định gia hạn thêm thời gian góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Kính thưa quý khán thính giả, những tranh luận về việc góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 lại một lần nữa cho thấy cốt lõi của mọi vấn đề nằm ở điều 4. Từ kiến nghị của trí thức, tuyên bố công dân tự do, cho đến thư góp ý của Hội đồng Giám mục, lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, v.v. Tất cả đều cho thấy điều 4 hiến pháp quy định quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Và chỉ có một chế độ đa đảng, trong đó người dân được tự do bỏ phiếu bầu lãnh đạo quốc gia mới thực sự phản ánh một bản hiến pháp dân chủ, công bằng và tiến bộ. Tuy nhiên, cũng như mọi lần trước, khi quyền lực của đảng bị đưa ra mổ xẻ, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã ngay lập tức có những phản ứng rất mạnh mẽ. Từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chính thức đăng đàn chỉ trích những tiếng nói dám thách thức đến quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lợi dụng cái việc lấy kiến hiến pháp để tuyên truyền vận động nhân dân chống lại đảng, chống lại chính quyền, cái đó là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn. Và cũng như mọi lần, để dập tắt làn sóng dân chủ vừa mới nhen nhóm này, một mặt chính quyền Việt Nam cho kéo dài thêm thời hạn góp ý sửa đổi hiến pháp, một mặt tìm cách chụp mũ phản động, cơ hội cho những ai dám hô hào hủy bỏ điều 4 hiến pháp. Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gì nữa. Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ điều 4 hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không, muốn đa nguyên đa đảng không, muốn tam quyền phân lập không, muốn phi chính trị hóa quân đội không, người ta đang có những quan điểm đấy. Đáp lại những quy chụp của lãnh đạo đảng cũng như hệ thống truyền thông lề phải, nhiều nhân sĩ trí thức Việt Nam vẫn tiếp tục kiên trì lên tiếng phản biện khi cho rằng việc sửa đổi hiến pháp lần này là một cơ hội lớn cho tiến trình dân chủ hóa của đất nước. Tuyên bố với báo điện tử Vietnamnet, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội nói rằng chúng ta không thể vượt lên phía trước với chiếc vòng kim cô ở quanh đầu và tấm mai rùa ở trên lưng. Sửa đổi hiến pháp vì vậy là cơ hội rất quan trọng để thiết kế tương lai. Vẫn theo lời tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới. Đây là thời kỳ của hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Không có những cải cách sâu rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội thì Việt Nam không thể thành công. Đồng cảm về vấn đề này, luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh nói với Đài Á Châu Tự Do rằng: đây là một cơ hội để mà cho đảng nhà nước Việt Nam phải thay đổi để đưa đất nước phát triển, không phải như là tình hình hiện nay. Thì đúng như tiến sĩ Sĩ Dũng nói, có chủ nhiệm văn phòng quốc hội nói là chúng ta không nên giáo điều, không nên bị những cái kim cô của cái giáo điều ngoài được. Tại sao chúng ta được cứ bo gì đó mà nó làm cho dân trở sự phát triển của đất nước và nhất là nó ảnh hưởng đến khối đoàn kết của dân tộc, không thể huy động được toàn lực của dân tộc lên cái trận chiến chiến đấu chống lại tham nhũng, chống lại nhà này là hậu, chống lại mất bình dân sự này để xây dựng một Việt Nam mới đủ sức để mà sánh gần và về các nước trước hết là trong khu vực Đông Nam Á và sau này là trên thế giới. Và thưa quý khán thính giả, sau những hồi hộp, lo lắng, cuối cùng blogger Huỳnh Ngọc Trinh cũng đã đến được Paris, thủ đô nước Pháp, để nhận giải thưởng công dân mạng Netizen 2013. Trong buổi lễ trang trọng được tổ chức tại trụ sở của Google ở Paris chiều thứ Ba, 12 tháng 3 vừa qua, ông Huỳnh Ngọc Trinh nguyên là một phóng viên của tờ Thanh Niên đã được vinh danh vì sự dũng cảm của ông khi sử dụng phương tiện Internet để viết lên những sự thật đang diễn ra trong đời sống xã hội Việt Nam. Về phần mình, đáp lại phần thưởng cao quý do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Tập đoàn Google trao tặng, trong bài diễn văn nhận giải Netizen 2013, blogger Huỳnh Ngọc Trinh nói rằng ông xin được dành vinh dự này cho tập thể giới blogger trong nước, những người đã bất chấp hiểm nguy, vượt qua mọi sợ hãi để tranh đấu cho các quyền tự do dân chủ, dân quyền và nhất là tự do ngôn luận tại Việt Nam. Và xin dành cái vinh quang này cho những người đi tiên phong đã đang bị trả giá trong nhà tù và cho tất cả những blogger đã giúp đỡ và tạo đà cho tôi phát triển. Và permettez moi de réserver ce prix à mes prédécesseurs et à celles ou à ceux qui sont encore incarcérés et persécutés. Cũng ngay trên bục nhận giải thưởng tự do báo chí của RSF, trò chuyện với phóng viên Nguyễn Khanh của Đài Á Châu Tự Do, blogger Huỳnh Ngọc Trinh một lần nữa đặt rất nhiều kỳ vọng vào giới blogger trong nước và cho rằng với những nỗ lực không mệt mỏi của đông đảo đội ngũ, những người dám nói lên sự thật tại Việt Nam, trong tương lai không xa, người dân trong nước sẽ sớm có được các quyền tự do căn bản mà nhân loại tiến bộ đang thụ hưởng.
thật ra thì chúng tôi không tranh đấu với lại nhà cầm quyền, mà chúng tôi đang viết, đang nói lên để gọi là ông Minh Trinh gọi là chấn dân khí, khai dân trí, chấn dân khí, tức là đưa những cái thông tin để cho người dân, cho mọi người biết được là cái nền dân chủ như thế nào, cái tự do của công dân hay của quyền công dân họ như thế nào, để cho họ tự tin, họ đủ dũng cảm, họ vượt qua sợ hãi để họ đòi cái quyền mà họ có. Một khi mà toàn dân đã hiểu ra điều đó rồi thì tất nhiên nhà cầm quyền phải thành. Và thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã chọn Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt Internet 12 tháng 3 để tổ chức lễ trao giải Netizen cho blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Trinh. Và cũng ngay trong ngày này, RSF đã công bố bản báo cáo thường niên về tình trạng kiểm duyệt Internet trên thế giới. Theo đó, Việt Nam tiếp tục được xếp trong danh sách 5 quốc gia kẻ thù của Internet, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Syria, Iran và Bahrain. Theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong năm qua, Công an Việt Nam đã liên tục theo dõi các hoạt động của giới blogger trên Internet và ít nhất đã có 31 người trong số này bị bắt giam. Việt Nam tuần qua và Diễm Thi xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.